chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ quay chủ đề học viện mới ra. Ủa cái bài game đâu rồi? Bị trôi bài rồi. Đây, chủ đề hôm nay mình sẽ nói đến chủ đề này. Tiến hóa bảo trì update để tiến hóa lên Mega SS Diamond Golden. Thì giờ này là 10:48, chưa được tới 11 giờ. Nên mình sẽ nói về cái con Diamond Golden trước khi mình vô sự kiện ha. Đúng là mình đợi tới update xong mình sẽ vào sự kiện để mình nói về cái vào game để mình nói. Nhưng mà thôi, nói trước đi rồi tí nữa vào game nói sau. Hay là cái sự kiện này thì các bạn cũng nên chú ý nha. Ngày 7 là hết hạn, là ngày 5 rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhìn qua con Diamond Golden nó sẽ như thế nào mà khiến cho rất là nhiều người đang chờ đợi. Hay các bạn ha. Đây, Diamond Golden của mình. Thì con này nó sẽ là một con SS thứ hai trong học viện Mira. Thì sau Mira Ray thì Diamond Golden giờ này mới xuất hiện. Giờ là đang tháng 6 rồi. Thì vậy là SS thứ hai xuất hiện thì con này ra mắt thì sẽ khiến cho Mira Ray sẽ bị về giường các bạn. Thì tại sao vậy? Thì SS những con ra sau thì nó sẽ mạnh hơn những con ra trước, đó là chuyện hiển nhiên ha. Rồi mình sẽ cùng phân tích xem, mình sẽ cùng nói sơ xem những cái điểm lợi của con này, tại sao nó khiến cho những cái con khác nó bị dây giường, đặc biệt là Mega Ray. Thì nếu chưa có Diamond Golden thì Mega Ray đang là một con đam cực tốt ha, con đam cực tốt. Nhưng mà khi có Diamond Golden thì mọi thứ đã thay đổi. Thì đầu tiên á, cái hiệu ứng đầu tiên là các bạn thấy hiệu ứng trái không? Đấy, cái hiệu ứng mà cái lửa đỏ địch ở bên đối phương nó có cái hiệu ứng đỏ lên đó. Đó là hiệu ứng trái cho toàn team ha. Toàn địch thì hiệu ứng trái. Thì với anh em nào mà chơi team lửa từ đầu thì các bạn có hướng lên Diamond Golden thì sẽ bổ trợ cho Charizard của các bạn rất là tốt ha. Đây là một hiệu ứng giúp Charizard sẽ phát huy được sức mạnh của mình rất nhiều. Đấy. Rồi một cái hiệu ứng nữa là mình sẽ reset lại các bạn xem, tại vì khi vô đầu trận đấu nó sẽ mới có. Đây, đó cái hiệu ứng mà đất nó rớt xuống các bạn. À, mình làm lại nha. Đây, các bạn thấy ha. Cái hiệu ứng mà đất nó bị nứt ra nè. Đó, đất bị nứt ra rồi, các bạn có thấy chữ gây mù không? Thì cái hiệu ứng đó là hiệu ứng động đất các bạn, lên toàn team địch. Bản thân con đành nó có hiệu ứng động đất nè, các bạn thấy không? Đó. Thì cái hiệu ứng này là hiệu ứng động đất gây cho toàn team địch các bạn ha. Thì cái hiệu ứng này khiến cho địch bị có cho địch sẽ mất máu nè. Các bạn thấy là mỗi con bị mất là 97.831 máu không? Đó, rồi thêm cái gây mù. Cái hiệu ứng gây mù này nó khiến cho địch là bị sẽ đánh vào ra mình của đành sẽ bị hụt ha. Đi hụt. Giờ các bạn thấy cái mình của đành nè, nó tăng cái chỉ số nó lên nè. Đặt phòng là giật phòng, kháng bạo, bạo kích, phòng ngự gì bạo, giảm thương nữa không? Bạn thấy không? Tăng chỉ số nó lên rất là nhiều ha. Nè các bạn nhìn thấy nè. Khi đánh vào ra mình gây sát thương. Đấy, hụt nè các bạn không? Hụt là không. Gây sát thương không nè, các bạn thấy không? Đấy, không nè. Đó. Thì có cái tỷ lệ gây hụt ha. Đó. À chúng. Đấy là cái ba cái hiệu ứng đầu tiên khi mới vào trận đấu mà Diamond Golden đã tạo ra các bạn. Ha, đó là những hiệu ứng của Diamond Golden tạo ra. Rồi. Chúng ta sẽ nói về skill 1 ha. Skill 1 của Diamond Golden thì nó đập đất nè, tác một mục tiêu duy nhất bằng chiếc đuôi sắt của nó là gây sát thương bằng 100% công nghiệp lý. Rồi làm cho thời gian hồi chiêu của các kỹ năng nhỏ của mục tiêu được kéo dài thêm 2 hiệp và khả năng tự vệ tăng lên 300% trong 2 hiệp ha. Nó lại tăng cái khả năng phòng ngự của nó lên 300%. Và con này khi nó đánh xong thì nó sẽ lan ra mục tiêu ở phía sau, các bạn nhìn ha. Đây, nó sẽ đánh nè. Nó lan ra một con ở phía sau. Đấy. Và cứ mỗi một hiệp á, thì con gà mình nó đành sẽ ra hiệu ứng động đất và hiệu ứng lửa nha. Đấy. Chính vì hiệu ứng động đất, hiệu ứng lửa sẽ gây cho team địch nó bị mất máu liên tục ha. Máu liên tục. Còn kill 1 của nó thì nó ngoài trừ sát thương ra thì nó tăng cho bản thân nó lên 300% phòng ngự nữa.
các bạn thấy nó lại trâu thêm ha, trâu thêm rất nhiều. Rồi kêu hai là kêu lửa nè, Roden nguyên thủy dỗ vào mặt, bề mặt Mega gây ra sát thương bằng 180 cân lý nè. Đòn tấn công này có hiệu ứng xuyên qua khe nứt mặt đất với mục tiêu đằng sau, có thể gây ra thêm 40% sát thương cuối cùng của kỹ năng, tăng 30% giảm sát thương của bản thân, kéo dài trong 2 hiệp và thêm phong ấn đất kẻ thù trong 2 hiệp. Phong ấn đất là sao bạn? Phong ấn đất có nghĩa là tấn công kép giảm 20%, kẻ địch bị phong ấn không thể nhìn rõ con gà đền trong ban đầu, có 50% khả năng bị mất tích. Có nghĩa là có 50% đánh hụt gà đền các bạn ha. Nếu bạn không sử dụng kỹ năng nhỏ trong quá trình đánh dấu thời gian, bạn sẽ bị chón khi kết thúc đánh dấu một hiệp. Có nghĩa là khi mà cái kêu này khi gà đền của đành đánh ra thì con kia có tỷ lệ 50% sẽ đánh hụt gà đền của đền. Và nếu như cái con đó không sử dụng kêu 2 để đánh vào con gà đền thì con nó sẽ bị chón trong một hiệp. Đó. Sau khi lõi nóng chảy được kích hoạt, sát thương thường xuyên thấu là 100% sát thương kỹ năng và hạng mục tiêu sẽ bị phong ấn trái đất trong vòng 2 vòng. Đấy. Đây. Đó, nó đánh ra một hàng dọc ha. Và khi cái con đó nó không sử dụng kỹ năng vào cho con Gamon Golden là Q2 thì cái con đó sẽ bị phong ấn các bạn ha. Bị phong ấn. Gamon Golden thì sức mạnh của nó sau khi mà có trên sân sẽ là rất là bá nha. Rất là bá. Các bạn thấy là nó bị hụt không, cái con nãy vừa mới ra siêu là nó hụt. Là có 50% tỷ lệ thành công thì có, thì đương nhiên 50% là sẽ hụt rồi. Đấy. 50% thì hên xui mà. Là 50-50 mà. Đấy, đó là kêu hai. Còn cái anti của ga mình của đành ha, skill anti thì nó tăng nè, nói chung là độc thì hơi nhiều các bạn ha. Thức dậy nè gây 700 công nghiệp lý, khi các bạn úp con này mà công nghiệp lý nó càng cao nó gây tới sát thương rất lớn là 700% công nghiệp lý lên một mục tiêu kẻ thù, tấn công có hiệu ứng lan rộng ra khe nứt mặt đất, gây thêm 50% sát thương cho cuối khả năng lên các mục tiêu xung quanh. Đấy, gây sát thương hất tung. Đấy, và đưa mình vào trạng thái dung nham trong 2 hiệp. Thì khi trạng thái dung nham này á, là khi trạng thái dung nham này sẽ tăng bản thân cái sát thương lên ha. Khi nhận nè, trạng đưa bản thân vào dung nham nè, ngay lập tức tăng 60% giảm sát thương ha, tăng giảm sát thương ha. 60% các bạn hiểu là đánh vô 100 thì chỉ còn có nhận được 40 thôi, và giữ vĩnh viễn một nửa hiệu ứng sau khi kết thúc hiệp. Khi nhận được một kỹ năng kích hoạt thì thêm 2 lượt đốt dung nham ảnh hưởng đến toàn địch ha. Có nghĩa là khi mà dung nham á, nó sẽ đốt toàn địch ha. Sau khi lõi nóng chảy được kích hoạt, dùng đất kết thúc có thể được kích hoạt còn đòn tấn công hiệu ứng nữa. Đây skill nó các bạn sẽ thấy, ủa nó đang bị phong ấn rồi, đợi xíu. Nó bị con Raichu đánh bị ấy điện rồi. Chưa sử dụng anti được luôn. Thôi anh ti ha, anh ti nó nhìn rất là đẹp các bạn ha, rất là ngầu. Đây lửa đất, đồng đất phun lửa, núi lửa mà nó sẽ biến bản thân nó là vô trạng thái dung nham các bạn ha.
Đấy các bạn thấy không, cái trạng thái dung nham, trạng thái 700 khiến cái bản thân vô trạng thái dung nham. Trạng thái này sẽ khiến cho kẻ địch khi mà đánh vào sẽ tự tự bị trừ sát thương, bị trừ đấy, tự đánh tự chết luôn. Các bạn thấy trạng thái dung nham đẹp ha. Đây hiệu ứng nè, đưa mình vào trạng thái dung nham trong 2 hiệp là ngay lập tức sẽ tăng 60% giảm sát thương, có nghĩa là đánh rồi phải không? Bạn thấy khi mà tấn công thì công, khi mà nó công là gây tới 700 công vật lý, rồi nó sẽ khiến cho kẻ địch những xung quanh sẽ mận thêm 50% sát thương kêu cuối nè, mà bản thân nó lại giảm đi sát thương nhận vào nữa đấy. Và thêm lửa thiêu đốt dung nham ảnh hưởng tới tất cả các địch, các bạn thấy không, cái hiệu ứng nó rất là nhiều ha. Hướng là cực nhiều ha, cực nhiều. Và trong trạng thái dung nham này kẻ địch khi đánh vào tự chết, tự chết các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ đánh thử cho các bạn xem ha. Bạn xem thử sức mạnh ra mình Golden một mình nó cân được hay không. Đây team 6 có ra mình Golden luôn ha, là vào 80. Có chắc không cần được không? Rồi, hôm nay cũng lên SS rồi. Đây, chưa lên SS. Ủa mà này không có Mega Ray. Nó vô nó sẽ gây cái trong này không thấy trạng thái lửa. Khi mà đang ở trong đấu trường không thấy trạng thái lửa thiêu đốt bạn. Nhưng mà nó khiến cho cái địch là bị hụt, các bạn thấy không? Mình cho các bạn xem cái này là lấy gì, có một, nó có một cái là nó giống như con ấy, nó sẽ trạng thái là khi nó không chết một lần các bạn. Các bạn mà úp con này trâu lên các bạn sẽ thấy rằng là một mình nó đứng bên kia tự đánh rồi tự mất máu lên luôn, các bạn nhìn thấy không, tự đánh tự mất máu lên luôn. Nãy giờ con gai mình câu lệnh bên mình là chưa đánh một kill nào. Bây giờ mới đánh nè, bây giờ mới được đánh. Đây nó biến vào cái trạng thái dung nham này khi nó gần rồi, khi nó bị hết máu không bạn, khi nó bị hết máu thì biến thành trạng thái dung nham thế này. Nó chưa sử dụng anti nhưng mà nó biến vào trạng thái dung nham các bạn, các bạn thấy không, là khi nó hết máu nó sẽ có một cái trạng, nó một lần biến vào mình vào trạng thái dung nham để khiến để tăng được cái, nó giống như là một lần hồi sinh của chính bản thân nó các bạn, lần hồi sinh chính bản thân nó. Bạn thấy là gần như là trong trận đấu không đánh gì nhưng mà team địch tự chết luôn, các bạn thấy không, được chưa, tự chết luôn. Rồi đó là những vấn đề liên quan tới sức mạnh của Gamma Golden. Chúng ta sẽ nói tiếp về những đề khác. Thì
Về bảo vật thì các bạn sử dụng có hai thứ các bạn có thể lấy. Một đó là móng vuốt, thì các bạn nếu mà theo hướng công thì lên móng vuốt, tại vì nó liên quan đến công vật lý mà các bạn, thêm tỷ lệ hút máu nè đấy. Còn không thì các bạn vừa dùng khiên, các bạn dùng khiên ha, dùng khiên bất tử, dùng khiên bất tử ha, để cho nó trâu thêm. Rồi tiếp là về đá bùa. Đây về đá bùa thì có hai hướng cho các bạn lên, một là các bạn theo hướng công, hướng công thì sử dụng cú đấm này để tăng sức mạnh ha. Rồi và là các bạn có thể sử dụng thêm bộ này để tăng thêm sát thương chí mạng đấy. Đây là hướng công cho các bạn để tăng ha. Còn hai là các bạn đi theo hướng thủ, hướng thủ thì sử dụng cái này để tăng thêm cái giảm sát thương, hoặc là các bạn sử dụng cái này để tăng thêm cái HP và kháng chí mạng đấy. Thì cả hoặc là cái này để tăng tỷ lệ phòng ngự, tại Garmin Golden nó đã có tỷ lệ phòng ngự rất cao rồi, các bạn có thể tăng thêm. Thì về cơ bản các bạn, về cơ bản thì các bạn sử dụng tùy theo hướng các bạn lên công hay thủ mà các bạn sử dụng một đá bùa nó hợp phù hợp cho nó ha. Nếu bạn vừa sử dụng tim các bạn phòng ngự đây bạn, thì bạn nên sử dụng theo thủ, còn nếu bạn theo hướng công thì sử dụng theo hướng công đấy. Còn về chip, chip thì có hướng cái này cho các bạn. Đây là về chip, chip thì các bạn thể sử dụng đầu à gắn ha. Nếu các bạn sử dụng công thì sử dụng ếch và sói ha. Đây là ếch và sói để nó tăng thêm cái thức sát thương của nó ha. Ếch và sói thì sử dụng sói sẽ ấy hơn. Còn đối với bạn sử dụng phòng ngự thì các bạn sử dụng gắn ha. Gắn để tăng thêm HP, như bản thân nó thì mà bản thân nó cao hơn 70% thì cái mức sát thương nó sẽ tăng thêm đấy. Hoặc là bạn sử dụng theo đây HP nắm tất sát, sau khi giải phóng tất sát thì có thêm 20% lá chắn HP. Đó là các bạn tùy các bạn sử dụng cái nào cũng được, hoặc là các bạn sử dụng cái này để khi mà nó giải phóng tất sát thì nó có giảm thêm 100 nộ cho mỗi mục tiêu ngẫu nhiên trong phạm vi ha. Các bạn không nên sử dụng chip này nha, chip này là nó không chết, nó là gần như cuối cùng trong giai đoạn này, nó là mạnh nhất rồi, các bạn nên sử dụng ha. Bạn sử dụng chỉ là sói gắn hoặc là đây hai cái này hoặc là này, có nghĩa là tổng cộng 5 cái đó. Các bạn tùy các bạn theo cái hướng build của bạn nào thì các bạn sử dụng chip đó các bạn ha. Rồi còn về các thuộc tính thì tùy theo hướng mình mà các bạn có thể sử dụng công vật lý hoặc là tốc độ, cái nào cũng được, nhưng mà cố gắng một là lấy tốc, hai là lấy công vật lý ha, theo hướng mỗi người. Các bạn muốn nó đi trước thì lấy to tốc, còn các bạn nó muốn nó tăng thêm sức mạnh thì lấy công vật lý ha. Rồi vậy là bảo trì xong các bạn ha, bảo trì xong chính thức là qua 11 giờ bảo trì xong, chúng ta sẽ dùng vô Bacardet chúng ta coi cho mình coi đành. Đây coi siêu năng đổi xuống level 70 chưa, ủa vẫn chưa, kỳ á, kỳ ta. Thôi vấn đề này mình sẽ trao đổi lại với admin xem là có gì không. Nhưng mà các bạn qua đây các bạn thấy nè, khi mà các bạn muốn tiến hóa lên một con SS thì các bạn cần phải có cái này là 50 cái ha, đá lục bảo 50 cái, 200 mảnh vàng năng đỏ và phôi của Garmin Golden. Trước tiên là các bạn phải có một cái con Garmin Golden 11 sao. Đấy, 11 sao ha. Rồi có phôi của Garmin Golden, phôi của nó thì gì các bạn? Phôi của nó là loại lửa nè. Đây, Pokemon. Nó chỉ có Reshiram, Oho và chính bản thân nó thôi ha. Bạn chưa có một cái đây Oho Golden và chính bản thân và con Reshiram thôi. Hiện tại như vậy chưa có cái phôi nào khác, chỉ có ba thôi ha. Thì mỗi ngày các bạn chỉ đổi được 20 thôi ha, 20 cái này thôi. Còn cái đá này thì các bạn thay đổi được bất kỳ một con Pokemon nào ha, Pokemon S nào, Pokemon S nào các bạn thay đổi bất kỳ ha, bất kỳ mảnh hoặc là bản thân Pokemon ở bất kỳ ha. Thì cái này là 10 con, cái này 8 con, tổng cộng là 18 con, cộng thêm muốn lên 11 sao, từ 4 sao lên 11 sao là 13 con nữa, là 13 cộng 18 là 31 con ha bạn ha, 31 con. Cái level này chắc là admin chưa update lại. Rồi đó là điều kiện để lên SS các bạn ha, điều kiện lên SS.
Thì qua video này mình cũng mong muốn là các bạn có quen một bạn nào đó, hoặc là chính bản thân các bạn mà có đủ phôi để lên ra mình Golden trong Học viện Vega, bất kỳ một server nào, các bạn có thể cho mình liên hệ để ra cái video cho các bạn, để xem là video ra mình Golden sớm nhất server các bạn, hoặc là sớm nhất Học viện Vega chẳng hạn. Thì với hai nữa là mình sẽ tạo một cái video cho các bạn để tạo thành một cái kỷ niệm, giúp cho các bạn có thêm một cái kỷ niệm khi bạn chơi game các bạn. Thì đương nhiên là một người chơi rất muốn là tự bản thân mình lên, ok, mình cũng có, mình rất muốn điều đó, và bản thân mà các bạn cũng muốn rằng là sẽ có một cái khoảnh khắc để lưu lại cho các bạn, để các bạn sau này có thể theo dòm lại. Thì nếu mà bạn hay chính hay là bạn bè bạn có cái hướng lên con này rồi, thì cho mình liên hệ để mình có thể làm video ha. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều về những điều đó ha các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ nói về những sự kiện trong này. Những sự kiện trong này thì các bạn biết là nạp nè, còn 2 ngày nữa hết á, nạp này nạp X3 thì các bạn phải mua trong cái gói này mới được nha, được X3. Đó là những điều mà đang diễn ra. Đây, lễ hội Cavana thì sắp hết rồi ha, còn 3 ngày nữa. Thì tại sao mình nói cái video này chậm hơn các bạn? Tại thực ra là cái mình đã nói trước đó ở bên Thần Thú Đại Chiến rồi. Tại vì nó trùng sự kiện các bạn, nên là mình không có làm lại video mình đã từng nói trong video của bên Thần Thú Đại Chiến rồi. Các bạn cứ làm nhiệm vụ thì sẽ nhận được cái này ha. Rồi lật mặt thì lật mặt con Mental nó bị lỗi chưa hết à, chưa dịch xong. Mỗi ngày thì các bạn có được 2 lần lật mặt thế này, rồi bạn làm nhiệm vụ thì được thêm. Rồi ngoài ra trong này thì nó không có sự kiện gì đấy, không có sự kiện ngoài sự kiện Carana. Quét ải thì được chữ đây, quét kìa, đây quét thì được chữ bạn đó, chữ C, chữ V, chữ L đó, quét thì được chữ thôi. Đổi đầu tiên mảnh năng đỏ, mảnh năng vàng. Này kim cương. Đấy các bạn, đó là những điều mà các bạn có thể đổi. Rồi chưa có code trang chủ, chưa có code bảo trì các bạn. Đúng ra là trang chủ phải có thêm code bảo trì mà chưa thấy. Trang chủ chưa có đăng code bảo trì, khi nào có đăng thì chúng ta sẽ nhập thôi. Đang có sự kiện này thì anh em cố gắng làm để có thêm kim cương. 500 kim cương, 510 thẻ rút, 10 chìa khóa. 10 chìa khóa, 10 lõi năng lượng, 2 bản vẽ, xu đá lục bảo. Bao nhiêu ngàn đỏ. Đấy. Rồi, mình giới thiệu sơ qua về ra mình Golden như vậy để cho anh em có thể hướng lên về cách lên tất tần tật về ra mình Golden. Sức mạnh của nó 1.6 các bạn ha, 1.6. Kể Mega Ray không lại ha, tại vì mình cái ạc ở bên server bên Thần Thú Đại Chiến mình, server của bên mình là không có ai sử dụng Mega Ray, mà tại vì người ta đều hướng lên ra mình Golden hết rồi. Sức mạnh của nó thì quá khủng khiếp. Còn các bạn có thể xem ở những video trước đây của mình về team của mình đánh ở ạc VIP 17 đó, thì game mình của đành nó sức mạnh nó mạnh như thế nào, coi thêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn một sự kiện, còn một vấn đề muốn nói, đó là tặng tiền mặt 100k cho bạn ấy. Thì đúng là mình làm video sớm nhưng mà thật ra em mu mình thua các bạn. Có một trận đấu thì dù biết rằng em mu thua là tỷ lệ rất là cao, nhưng mà về mặt tinh thần ai cũng muốn thắng, không ai muốn thua các bạn. Nhưng mà cuối cùng em mua vẫn thua, nó hơi đen một chút là chúng sàn ngang nữa. Rồi đội trưởng của bên Man City một ngày xuất thần quá, có 2 cú sút quá tốt. Nhưng mà event thì mình vẫn trả lại cho các bạn ha, mình vẫn trao cho các bạn. Rồi chúng ta sẽ quay thử ha, giống như mấy lần trước thì chúng ta sẽ quay thử một lần duy nhất, nhưng mà này là quay ha, quay 5 lần rồi chúng ta sẽ tiến hành quay chính thức ha. Đây, quay thử ha, lần thứ nhất ha. Lần thứ hai. Quay vài lần cho các bạn xem như thế nào. Thank you.
Rồi làm quay cuối cùng ha, quay thử cuối cùng. Chúng ta sẽ quay chính thức ha. Thôi, trước khi quay chính thức thì mình qua cái video này các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình và tham gia event. Thì cũng lần này cũng tương đối ít các bạn tham gia. Nhưng mà không sao, điều đó các bạn cứ tham gia là mình vui rồi. Mình sẽ quay số ngẫu nhiên trong này giống như những lần trước ha. Cảm ơn tất cả các bạn tham gia nhiều. Mình cũng chưa có thời gian, do lúc này mình cũng đang làm, như mình đã nói, công việc chơi game của mình chỉ là một phần thôi. Mình vui thôi, niềm vui mình chơi game thôi. Mình sẽ có nhiều cái video khác cho các bạn nữa. Rồi bây giờ mình chính thức quay các bạn ha. Chúng ta sẽ quay một giải duy nhất và một lần duy nhất. Mình cũng rất mong là MU mình thắng để tạo thêm niềm vui cho bản thân mình và thêm event cho các bạn. Nhưng mà rất tiếc là MU mình chưa thắng. Số 55. Số 55 các bạn ha. Lộc. À, có bạn trúng rồi. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia event của mình, theo dõi kênh của mình. Nhưng mà mình chỉ có một giải duy nhất. Mình rất mong em mình thắng để trao thêm event cho các bạn, nhưng mà không có. Thì bạn này trúng, bạn liên hệ với mình để trao thêm, để cho mình trao trực liên hệ để các thông tin để mình trao giải cho các bạn ha. Rồi, một lần nữa mình kết thúc video ha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Giờ hy vọng là admin, mình mới trao đổi admin, admin chưa update xong ha. Chắc là đang lỗi trục trặc gì đó, chưa update xong. Thì hy vọng rằng là sau khi update xong sẽ sửa được, sẽ khiến cho anh em lên Diamond Golden và Học viện Mega lại có thêm những điều mới mẻ hơn trong đấu trường liên server. Sắp tới sẽ có một sự kiện, sẽ là Mega, bên Học viện Mega sẽ có thêm SS. Và sắp tới còn hướng tới tiếp theo có lẽ là con SS này. Tháng dự kiến khoảng tầm tháng sau gì đó nó sẽ lên SS này. Các bạn cũng sẽ, nếu các bạn chơi, các bạn cũng sẽ rất là nhiều người đang định hướng con này, nhưng mà con này ra trước. Rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác ha các bạn ha. Xin cảm ơn các bạn.